gãy bung ra vậy đó. Gãy nhanh nhanh nó mới bu lại cho đông. Đó. Gãy hết hết. Chào cả nhà, hôm nay mình đang ở tại thiền viện Trúc Lâm núi Sập á. Đến quay hai cái hồ cá cho cả nhà xem, cá rất đông luôn. Thì ở trong kia có một cái hang, hồi trước người ta phan sao nó thấy cái gì tự nhiên người ta bỏ thôi. Cái hang trong kia rất sâu, rất lớn. Mình chút lộ vào bển quay cho cả nhà xem cái hang. Không biết cái đường đi giờ còn đi được không? Cá
Đó, đi cá lớn luôn. Này cá hường, cá điêu hồng, cá chép. Cá chép, cá coi. Cá chép không? Chép trắng, chép vàng. Coi con trắng hết biết lớn luôn. Coi con nó ngộ hết cái màu bạc ha. Cá này mà nó lớn hết cỡ nó biết không? Nhiêu luôn? Không biết nhưng mà biết không? Không biết. Vì mình chưa thấy con cá nào mà bự khổng lồ. Chắc cũng lớn, chắc cũng cỡ 2 kg. Lớn cỡ 5 kg là con cái đã. Lớn như cá tài tượng như con cái đã ha. À, có con cá này hết biết lớn à. Cá chép đó, chép trắng. Mà ngộ nó khôn ha, nó khôn, nó lội như cá câu, nó lội có hàng ha. Đẹp thì nó lội đẹp. Đi tiếp quay về đây đi quay ơi. Trong này cũng phải có trưởng đoàn trong này. Rồi cái đàn này nè, đàn này mới đẹp nè. Nhận bị đẹp nha, coi đạt nè. Cái này có cá trắng nó bự dữ đó. Ôi con cá rô phi, nó bự. Hết biết con cá đó, nó đi ngược đó. Đi ngược. Nó đi ngược. Có cá lóc nữa nè. Ồ, bên đó nè, nó dòng bên đó biết đâu. Quá đẹp. Qua coi bầy cá chê á. Ồ, cái con cá đó nó đỏ kìa. Cá đẹp đó. Hết biết cá đó nó đỏ luôn kìa. Cá bự cho thức ăn bành kỳ luôn à. Ồ, thức ăn quá to rồi. Gãi nhanh á. Gãi đi. Gãi bung ra vậy đó. Gãi nhanh nó mới bu lại cho đông. Đó. Gãy hết. Chút con cá anh.
Ôi con cá này đẹp nè. Cá coi. Ôi lâu lắm. Cá rô phi hết, biết cá rô phi nó bự. Quá đẹp. Qua cá chê á, qua cá chê nó ăn cơi cơi lên mặt nước. Phía bên đây là cái hồ cá chê này cả nhà. Ở dưới này có một con cá chê cả chục ký nè. Lâu lâu nó mới nổi lên, mà nổi lừng dưới không à. Kì đó, ông chủ trì chùa ông mua ông thả ở đây nè. Họ thể luôn, nó đồng đặc luôn kìa cả nhà ơi. Cái chè trắng, cái chè bạch á, tạng nhóc hết. Thiền viện Trúc Lâm núi Sập nè, liền đây nè em. Okay. Đó. Đó, ghê chưa à, nó đặt nước luôn. Cá chê không à? Ôi nó đặt nước luôn. Cái này mà mình nhảy dưới nó rỉa luôn. Nhảy dưới là nó rỉa luôn. Hết rồi hả? Chê trắng đó là. Chê bạch tạng. Bò lên luôn kìa. Bò lên luôn. Chơi trắng nó chơi ấy tùm lum ra nè. À, thế luôn rồi, nó đặt kìa, từ bên kia kìa, nó đặt kìa. Ôi, ôi, nó xếp hàng nó đi kìa. Nó trường kìa. Đi kiếm đồ ăn đó. Bởi vậy nó trường kìa, có hàng, có dọc luôn kìa. Ôi, ôi, đẹp dữ hả? Ôi, ôi, có kìa, nó khô nước luôn rồi. Nó trèo lên, nó có như là nó nằm trên. Ký á. Kìa bên đây nè, nó bú bên đây nè. Bự lắm hả? Ừ, bự lắm. Bự dữ lắm. Bự lắm, mình thảy đi, ngồi lên đây nè. Cái đầu bự dữ vậy. Kìa, kìa, kìa. Kìa, 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 đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, ôi, cái đầu kìa. Nó không có trường lên. Cái đầu bự lắm, nó dưới rồi, nó bị. Ôi, biết bự luôn rồi. Có con đó là bự bự nè, đó. Con kia nãy bị ngang cái đầu nó cái gan nè. Không phải con đó nhỏ. Nó lên lừng lừng không à, nó không nổi lên. Kìa. Nó muốn nuốt mấy con kia luôn kìa. Nó nuốt bên kia nè.
con à? Con một à? Một cặp lớn hả? Bãi thấy con à? Đây cái này con này bự nè. Con này cũng thấy nó con nó giống thịt là nó muốn ăn thịt ta được đó. Nó muốn nuốt mấy con kia luôn. Mà nó đâu có nuốt cơ, nó nuốt nó nuốt. Ôi ôi cá chê. Kè đó không đầu kè đó. Dạ dạ. Nó lú đầu lên không à chứ nó không lên mà nó có trường lên nó nặng lắm. Nó không có trường lên. Nó mà nó ăn quá trời nó bự luôn nó không ăn. Nó cửa ngày 14 nó đi xiệt mà nó xiệt cách sau dính cá đó rồi là về nó xiệt luôn, bị xiệt luôn đó. Cá chê hả? Ừ, rồi là nó đem qua đây nó thả rồi. Cá chê xong. Rồi nó bự cả nó xiệt luôn á. Bốn người xuống ôm cá chê đó. Trời ơi, em đã đi thả rồi là còn dễ mệt luôn. Quá bự mà. Nãy nó bự kìa, giờ nó tiêu rồi. Lâu lâu y mới nổi lên. Y lú cái mỏ lên không à? Ừ, lú mỏ lên rồi, bự quá lú nổi không nổi. Cái mình lú lên không nổi. Cá nó chưa bự không? Cá mà nãy kìa. Bự lắm, bằng tay mình luôn. Con cá này tự lớn á. Nãy không bằng bằng bàn tay mình. Nãy kìa, con nó bự kìa, ghê luôn. Cái họng nó cái họng thấy ghê thì chứ. Dành ăn mà. Công nhận thiệt. Ở đâu? Ở đâu? Yeah. Rồi tiếp tục đi xem bầy cái tra nữa. Quá sự. Giờ ba hủ. Cho ăn thấy ham quá. Cái này nè có cái giọt nó xúc lên. Gì thôi. Này giờ con cho đi bắt tay khỏi cái. Bắt tay luôn á. Nó dạng rồi cái này dở dạng rồi. Rồi mình đi qua xem cá tra. Nó có kìa, có vô kìa. Nó vô từ từ. Ôi con nào con nấy khổng lồ luôn kìa. Dạ, yeah, okay. Đó 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 đó. Đó. Nó. Nó lẹ quá. Cái vồ lẹ lắm. Bữa nay cái vồ no, ít cái vồ quá vậy ta. Nó. Cái con mới thời tôi chỉ là con cá ba sa. Nó cũng mỏng mà cái mày cái bụng nó bằng đi. Cái vồ đẹp đó. Ồ quá bự luôn kìa. Nói lên luôn cá nó nghĩa hết trơn luôn. Lội vòng vòng. Lội vòng vòng cho lội lội cái bãi đó đó lên. Nè bây giờ mình xuống cái thuyền đỏ đỏ đó đó, thuyền đó đó. Bơi vòng vòng. Xuống thuyền nó bơi vòng 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 vui lắm. Xuống không tôi bơi cho. Gió này đủ để mẹ. Giống như mà ở Hà Nội anh. Ồ, cá con nào con nấy kìa. Một hơi nữa cái vô nó hay nó vô nhiều đó. Từ từ thôi, từ từ thôi.
nó nó cá nó gì cá ồ con cá đó kìa. Con cá 4-5 kg luôn. Cho ăn nhiều. Ồ, cái đầu con cá đó hết thế luôn. Má nó còn chùa hết tí. Nó chùa hết tí. Thôi, thôi nghe tao có nhiều à. Có nhiều đó hết rồi đó. Nè, dưới tắt. Qua nữa đi, ăn đi. Không rồi, cho không coi. Con tiêu ở mức cao quá. Con này nó bùng lên. Ủa không có cái dầu hả? Có ở ngoài kìa. Nó lội ngoài đó. Đó 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 đó, lũ cái đầu đó. Cái đầu con nào con nấy khủng khiếp bự. Quá bự luôn. Không có lội lại không? Đó cho ông Hồng coi đi. Đó nó bị tiểu. Ở đây cá hư hồng với cá này nó luôn chung ha. Cá đường hồng. Cá lạnh. Tưởng đâu mà đem ta còn hơi theo chứ. Nè không? Nè không? Không rồi. Cá vô. Sao mà nước ra nó đen thui ha. Cái này là cái giếng này cá này là cá thiên nhiên luôn à, phải cá nuôi nước sao nó rộng nè. Nó rộng quá lớn. Nước này nó lụn nó. Mà cái hồ nó sâu. Ừ. Coi coi người ta cho loại ta coi vậy cho ăn vô ha. Đâu có cá vô nè. Coi cá vô nè, đi không nổi hả? Còn có lớn nè. Con nào con nấy mà bắp dế vậy. Đây con cái nè. Con cái nè. Dế nè. Rồi nó già nữa nha. Bắt con về coi mắm đi. Nó ra bóng lưỡng luôn. Đem thừa lùi đầy đủ. Ở đây rộng rãi. Nãy giờ mình quay cá cho cá ăn. Giờ mình vô trong chánh điện. Chánh điện này là đúng một công đất luôn đó cả nhà. Đúng một con đất 1.000 m2. Thiền viện Trúc Lâm. Núi Sập.
cửa chánh điện là cái cổng chính, không có mở cửa, mà mở cửa mấy cổng phụ. Bên đây là một cái liêu để trống, còn bên đây một cái liêu để đại hình chung. Nguyên cái chu vi này quá rộng luôn, khuôn viên. Nay cái cầu bị hư thầy không cho lên. Mình cũng xin kết thúc video thầy đây. Nếu cả nhà thấy hay thì hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn.